người đã dành cả cuộc đời của mình toàn tâm toàn ý nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và có thể nói bác từng nói là người tuyển chuyện với bác Hồ hay nhất nước ta hiện nay, đó chính là giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Xin chào tất cả các bạn. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo là chuyên gia cao cấp, nguyên thành viên Hội đồng lý luận Trung ương. Và giáo sư đã hơn 50 năm nghiên cứu cuộc đời sự nghiệp tư tưởng bác Hồ bằng những câu chuyện và giọng nói truyền cảm của mình, thì bác đang kể hàng nghìn câu chuyện cho người nghe, những câu chuyện về bác Hồ vô cùng xúc động. Sau đây không để các bạn và quý vị được chờ lâu hơn nữa, và kính mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo bắt đầu. Thưa tất cả các đồng chí và các bạn, hôm nay tôi rất là vui được đến dự và cái buổi làm việc tại nhà xuất bản và được nói chuyện với các bạn về một cái chủ đề là đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo cái chủ trương của đảng ta về việc học tập làm theo bác của năm nay. Và các bạn biết là chúng ta đang ở bên thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, một cái sự kiện chính trị quan trọng nhất trong đời sống của nhân dân ta. Năm nay đấy, chúng ta kỷ niệm 130 năm ngày sinh của bác. Chúng ta cũng đang trong không khí của các năm lịch sử làm tháng sinh nhật bác. Các bạn cũng nên biết là năm nay ta không chỉ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của bác đâu, mà bác còn là 100 năm tuổi đảng nữa. Bác vào đảng lúc 30 tuổi, năm 1920, ở Đảng Cộng sản Pháp, và cuối cùng thì bác Hồ của chúng ta là đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, tức là tầm lãnh tụ lúc có 30 tuổi. 10 năm sau, lúc bác 40 tuổi, năm 1930, thì bác sáng lập Đảng ta. Bác là tác giả đầu tiên của chính cương sách lược vắn tắt của Đảng. Bác còn trực tiếp soạn thảo điều lệ Đảng và thư kêu gọi quốc dân đồng bào nhân sự kiện đảng ra đời, và tư tưởng trung tâm trong các cái văn kiện quan trọng đó đều là đoàn kết và đoàn đoàn kết. Nên những sự kiện kỷ niệm trong đảng, trong nhân dân ta năm nay ấy, đều liên quan trực tiếp đến cuộc đời sự nghiệp của bác. Sở dĩ đảng ta chọn cái chủ đề tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Vì cái chủ đề này nó liên quan trực tiếp đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng sắp tới. Chúng ta biết là đoàn kết là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mà trực tiếp nhất lúc này này, đoàn kết chính là đảm bảo cho thành công của đại hội đảng các cấp. Bác là người sáng lập ra đảng ta, bác cũng là người sáng lập ra chế độ Cộng hòa Dân chủ của nước ta từ năm 45 sau thắng lợi cách mạng tháng 8. Và trong suốt cuộc đời hơn 6 thập kỷ hoạt động cách mạng của bác đấy, bác là người chăm lo thường xuyên tới đoàn kết, đại đoàn kết. Một cái tổng kết lý luận quan trọng của bác là đoàn kết, đại đoàn kết để thành công, đại thành công. Chúng ta sẽ tìm hiểu những tư tưởng cốt lõi trong cái giá trị đoàn kết của Hồ Chí Minh trên cả ba cái bình diện tư tưởng, đạo đức và phong cách như một cái chỉnh thể hữu cơ. Chúng ta chỉ biết một điều là thời gian quá ngắn và tôi được dành cho khoảng thời gian gần một tiếng đồng hồ để trình bày với các bạn, thì mong các bạn sẽ nghiên cứu thêm những tác phẩm của bác để chúng ta hiểu thấu thêm những cái giá trị quan trọng này. Trước hết, tôi muốn giới thiệu vắn tắt với các bạn một đôi điều về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm nền cho việc đi vào tư tưởng đại đoàn kết của mình. Các bạn biết là bác Hồ của chúng ta sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Bác cất tiếng khóc chào đời tại làng Hoàng Chùa, tên nôm là làng Chùa ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cho nên cái làng Hoàng Chùa này chính là quê ngoại của bác, và quê nội của bác là làng Sen, cũng trên cái mảnh đất Kim Liên của Nam Đàn. Nhưng trên thực tế, qua nghiên cứu, chúng ta biết rằng quê gốc ngoại của bác đấy, nền tảng đầu tiên của bác dòng họ ngoại đấy, lại là huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Để giải thích vì sao mà những năm tháng hoạt động của bác dành một tình cảm đặc biệt cho Hưng Yên,
Bác về Hương Yên tới 10 lần tất cả trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của bác. Và lần nào về đấy thì bác cũng căn dặn đồng bào chiến sĩ đoàn kết đại đoàn kết. Bác là lãnh tụ vĩ đại mà có một phong cách hết sức giản dị, đến với dân, gần dân, các nước chống hạn cùng với dân để đưa Hương Yên lên thành một cái tỉnh giàu có như hiện nay. Các bạn biết là trong gia đình bác là người thọ nhất. Bác còn ở khi chúng ta được 79 mùa xuân, 79 tuổi. Chứ còn những người thân trong gia đình bác là mất rất sớm. Mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan ấy, thọ được có 33 tuổi thôi. Lúc mà mồ côi mẹ, bác chỉ có 10 tuổi đầu thơ bé ở Huế cùng với em nhỏ của bác là Nguyễn Sinh Luận, mà tên nôm là Nguyễn Sinh Xin. Vì mẹ sinh em ra không có một giọt sữa nào, bác thường phải bế em sang hàng xóm xin sữa, xin nước cơm, nước cháo nuôi em. Mà mẹ mất rồi đấy, em nhỏ của bác cũng mất theo, chỉ sống được có 4 tháng tuổi. Cái tuổi thơ ấu của bác cay đắng như thế, cho nên ta mới hiểu vì sao mà bác có một tình cảm đặc biệt với các em bé khi thanh thiếu niên nhi đồng đấy, và nhất là với nhân dân ta. Bà nội của bác là cụ Hà Thị Hy còn mất sớm hơn cơ, được có 32 tuổi. Anh trai của bác là ông Cả Khiêm, tức là Nguyễn Sinh Khiêm ấy, được 62 tuổi. Bà lại mất vào năm 1950, là lúc bác đang ở mặt trận biên giới trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Chị gái của bác là bà Nguyễn Thị Thanh, có một cái tên rất đẹp nữa là Nguyễn Thị Bạch Liên, tức là một bông sen trắng, thọ được 70 tuổi, mất vào năm 1954, lúc mà Điện Biên Phủ đang sinh ra, và bác cũng không có gia, không có nhà. Bố của bác là cụ Phó Bảo Nguyễn Sinh Sắc đấy, lại mất trong cô độc ở một nơi rất xa xôi, tận Cao Lãnh, Đồng Tháp mà chưa một lần bác đến. Chỉ có dân làng coi cụ là ân nhân, vì cụ đã từ bỏ hết lũ áo nhà quan của triều đình, sống ẩn dật trong làng quê, làm thuốc, dạy học cho dân làng. Dân coi cụ là ân nhân, cho nên làm tang cho cụ. Chứ còn khi cụ mất đấy, là năm 1959, bác đang chuẩn bị thành lập đảng ta ở Trung Quốc. Thế cho nên là trong gia đình bác, những người thân yêu của bác đều mất sớm, và bác chỉ trực tiếp chứng kiến cái chết của mẹ và của em thôi. Có một chi tiết rất cảm động mà ít bạn để ý và được biết, đó là mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan đấy, mất ở Huế năm 1901, mà phải 21 năm sau mới bốc mộ đưa về quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Các bạn có biết là ai là người ra tận Huế để bốc mộ cho bà Loan không? Đó chính là chị gái của bác, bà Thanh, thân gái dặm trường, lặn lội 400 cây số từ Nam Đàn, Nghệ An đến Huế để nhờ một người thân bí mật mang tên bốc mộ cho mẹ. Cái chi tiết rất cảm động là bà đã rửa hài cốt của mẹ trong một chậu nước lá thơm và gói vào một miếng lụa hồng, buộc lại một cái tay nải đeo trên vai, đưa hài cốt của mẹ về quê. Mà đường xá xa xôi như vậy, cho nên là ban đêm phải ngủ lại nhà trọ. Mà phong tục tập quán của chúng ta ấy là không để hài cốt trong gia trong nhà, cho nên bà phải đưa hài cốt của mẹ ra một cái vườn bên cạnh, sáng hôm sau lại dậy tang. Những chuyện kể về việc bốc mộ cho bà Hoàng Thị Loan ấy được viết từ chính quê hương Nam Đàn của bác. Có kể cho chúng ta nghe một chi tiết là bà vừa đi vừa khóc. Bà cứ khẩn thầm là mẹ sống khôn chết thiêng, phù hộ cho chị em chúng con được mang hài cốt của mẹ về quê an toàn. Về đến nơi lại an táng mẹ Loan chính trong vườn ở đằng sen. Đó là năm 1922, sau 21 năm bà mất. Các bạn biết là năm 1922, bác Hồ hoạt động ở Pháp, bác đã trở thành đại viên Đảng Cộng sản Pháp rồi. Lại phải mất 20 năm sau nữa, đến năm 1942, ông Cả Khiêm mới đưa hài cốt của mẹ từ mảnh vườn làng sen lên an táng tại dãy núi Đại Huệ ở trong dãy núi Kiên Nhẫn ấy. Và ông Cả Khiêm cùng bà Thanh đã từng ra Hà Nội gặp bác Hồ sau thắng lợi cách mạng tháng 8, kể cho bác nghe cái chi tiết này mà bác khóc. Trong những người thân yêu của bác, chúng ta cũng không thể
quên được một cô gái tên là Lê Thị Huệ. Đó chính là mối tình đầu của bác của thanh niên. Và đây là một mối tình hoàn toàn tinh thần, chỉ có trong trái tim của bác thôi, chứ không có trong cuộc đời thật đâu. Cô Huệ kém bác 3 tuổi mà lại mất sau bác những 11 năm. Sau giải phóng miền Nam năm 1980, 5 năm sau cô mất được. Và khi mà bác bị tù đầy ở Hương Cảng, Hồng Kông, rồi sau đó lại bị giam cầm ở 30 nhà giam ở Quảng Tây Trung Quốc dưới chế độ Tưởng Dưới Thạch này, thì báo chí nước ngoài lúc bây giờ họ cứ đưa tin là Hồ Chí Minh, Nguyễn Ái Quốc đã mất trong tù. Tình cái tình cờ ấy đến tai cô Huệ và cô đau đớn quá đã bỏ đi tu. Thế mà cuối đời bác được tin cô Huệ đi tu, bác khóc. Tất cả những người thân yêu trong gia đình của bác, trong cuộc đời của bác là như vậy. Đây chính là cội nguồn để giải thích vì sao mà tư tưởng Hồ Chí Minh đều thấm đẫm cái chất nhân văn. Chữ dân, chữ đoàn kết là chữ nổi bật trong các tác phẩm của Hồ Chí Minh. Các bạn có biết là ở Việt Nam có một giáo sư nổi tiếng là Trần Văn Dầu. Cụ Dầu đã về với bác rồi, mất cùng thời điểm với đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy. Giáo sư Trần Văn Dầu có một nhận xét sâu sắc như thế này: trong cửa khổng sân trình, không có từ nào nhiều hơn là từ nhân nghĩa. Trong cửa Phật, không có từ nào nhiều hơn là từ từ bi. Triết lý đạo Phật là từ bi, bác ái, vô ngã vị tha. Và trong tác phẩm của Hồ Chí Minh, không có từ nào nhiều hơn là từ nhân dân, là từ đoàn kết và đại đoàn kết. Trên cái chủ đề học tập bác năm nay xoay xung quanh một từ thôi, đó là đoàn kết, đại đoàn kết. Để chúng ta thấy rằng là một con người đã dành cả cuộc đời, sự nghiệp của mình vì dân, vì nước. Nó có liên quan đến vấn đề tên của bác. Riêng tên của bác, bút danh, mỹ danh của bác đã là một cả câu chuyện huyền thoại. Hiện nay qua nghiên cứu, chúng ta được biết bác của chúng ta sử dụng tới gần 180 cái tên. Mà trong đó Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Ái Dân là xuyên suốt cả cuộc đời của bác. Ái Quốc là yêu nước, mà ái dân là yêu dân. Khi hoạt động ở phương Tây, ở nước Pháp đấy, người thanh niên trẻ tuổi lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Đến khi đã là chủ tịch nước, là lãnh tụ tối cao của toàn dân toàn đảng, bác lại sử dụng cái tên là Nguyễn Ái Dân. Trong bức thư gửi cho các thầy thuốc ngành y tế, bác căn dặn là lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền, phải chăm sóc người bệnh, nhất là những người phụ nữ và trẻ em như người thân ruột thịt của mình. Và bác ký tên dưới cái bức thư ấy không phải là Hồ Chí Minh, không phải là bác Hồ quen thuộc, nhưng chúng ta không biết, bác ký một chữ là Ái Dân. Cho nên sau này biết rằng đấy là tên của bác thì ta mới ngộ ra một điều là triết lý sống của đời bác chỉ xoay quanh chữ dân, chữ nước mà thôi. Cao cả của đoàn kết, đại đoàn kết. Mà bác là một con người hành động, con người thực hành. Cho nên là đời bác đấy có những thực hành rất tiêu biểu và rất lớn. Trong đó có thực hành đoàn kết, đại đoàn kết. Ta có thể lược qua một chút về năm thực hành lớn của bác. Một là thực hành sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn. Thứ hai là thực hành dân chủ. Bác là lãnh tụ tối cao của đảng và của dân tộc, chủ tịch đảng, chủ tịch nước, mà đời bác không bao giờ ra lệnh. Ra lệnh mà người có chức có quyền để nói như Lenin là dễ nhất, là đơn giản nhất, nhưng cũng sẽ rất tệ hại nếu như không xuất phát từ dân chủ. Cho nên đời bác đấy, bác không ra lệnh bao giờ, nhưng mà tất cả những chỉ dẫn, những lời dạy của bác, những yêu cầu của bác đều được thực hiện một cách rất xuất sắc. Hóa ra sức mạnh của quyền uy, sức mạnh của sự ra lệnh của quyền lực đấy, nó lại không nằm ở quyền lực đâu, nó nằm ở đảm bảo đạo đức cần thiện liêm chính, nó đảm bảo trí tuệ mẫn tiệp của bác. Cho nên trí tuệ và đạo đức Hồ Chí Minh là đảm bảo tốt nhất cho những mệnh lệnh của bác ban ra, mà tối cao là vì dân vì nước, được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Đây là chỗ mà cán bộ đảng viên chúng ta
nhất là con người đang giữ chức quyền này phải học được Bác cái phong cách đó, thực hành lý luận với thực tiễn, thực hành dân chủ và đến thực hành dân vận. Bác viết tác phẩm nổi tiếng Dân Vận năm 1949. Bác dạy chúng ta là dân vận đúng và khéo, việc gì cũng xong. Dân vận kém và dở, việc gì cũng hỏng. Dân giúp sức, dân giúp đỡ, dân ủng hộ thì cách mạng sẽ thành công. Mà không được sự ủng hộ của dân ấy, thì không việc gì có thể giải quyết được. Bác tổng kết khoa học và nghệ thuật dân vận chỉ bằng một công thức gọn ghẽ thôi: óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, miệng nói, chân đi, tay làm. Mà nổi bật nhất là cái phương châm của Bác: lời nói đi đôi việc làm, nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động. Và đã nói là phải làm, đã hứa với dân thì phải thực hiện, để dân tin và dân yêu. Đấy là bí quyết thành công của cách mạng. Bác còn chủ trương thực hành đoàn kết, đại đoàn kết. Và đây là một đường lối chiến lược của Hồ Chí Minh, một giải pháp chiến lược của Hồ Chí Minh, một phương pháp cách mạng của Hồ Chí Minh. Đoàn kết trong nước, đoàn kết trong đảng, đoàn kết trong dân, đoàn kết quốc tế, cả một nội dung toàn diện như vậy để dẫn đến chỗ là thành công cả thành công. Ngay cả khi mà Bác kêu gọi đồng bào nông dân vào tổ đội công hợp tác xã đấy, Bác chỉ dẫn ra một câu ca dao quen thuộc của truyền thống thôi: một cây làm chẳng nên non, nhiều cây trụm lại thành hòn núi cao. Và Bác nói là toàn bộ lý luận hợp tác đều nằm trong câu ca dao ấy thôi. Đấy là thực hành toàn kết. Một cái thực hành nữa là thực hành đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư, mà Bác là một mẫu mực về tấm gương đạo đức. Năm thực hành lớn của Hồ Chí Minh, trong đó có thực hành đoàn kết, là cái chính cái chủ đề mà năm nay chúng ta sẽ học được đó. Vậy theo đúng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì ngoài cái mục đích của đoàn kết là vì dân, vì nước, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc Việt Nam trên cái con đường lớn của chủ nghĩa xã hội, thì đoàn kết gồm có những nội dung quan trọng như thế nào? Thì như tôi đã nói đấy, đoàn kết gồm có đoàn kết trong đảng, đoàn kết trong dân, đoàn kết quốc tế, tức là từ trong nước đến với quốc tế. Mà bây giờ hội nhập quốc tế như thế, càng cần đến vấn đề đoàn kết, đại đoàn kết. Trong đó đoàn kết trong đảng là hạt nhân, là cốt lõi. Các bạn đọc di chúc của Bác nhé. Tác phẩm của di chúc của Bác đến nay đã 54 năm. Vì Bác viết từ lúc Bác 75 tuổi năm 1965. Và chúng ta từ khi Bác mất đấy, đã có cả hơn một nửa thế kỷ thực hiện di chúc của Bác. Tại sao trong di chúc một cái bản văn chỉ có 1.000 từ thôi, mà Bác lại nhấn mạnh là trước hết nói về đảng, và trong đảng lại trước hết nói về đoàn kết. Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân ta và của đảng ta. Các đồng chí từ trung ương tới chi bộ phải giữ gìn đoàn kết nhất trí trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, nhất là trong điều kiện đảng đã cầm quyền. Thì đoàn kết là vấn đề hệ trọng liên quan đến sinh mệnh của đảng, sự tồn vong của chế độ. Và nhất là khi đảng cầm quyền đấy, nếu biết đoàn kết gắn bó mật thiết, muôn người như một thì thành một đảng chiến đấu, đảng hành động. Còn nếu đã có quyền lực, quyền uy trong tay mà không vượt qua cái bản danh và lợi, tức là những lợi ích vật chất hàng ngày đấy, thì rất dễ mất đoàn kết, chia rẽ và đảng sẽ suy yếu, thậm chí cơ đồ sự nghiệp có thể sụp đổ. Thì hiện nay tình hình này chúng ta thấy giờ dạy của Bác về đoàn kết càng trở nên thông tin. Đoàn kết trong dân, Bác nói là không phân biệt già trẻ gái trai, giàu nghèo, dân tộc, giới tính, tôn giáo, tất cả ai có lòng yêu nước thương dân, vì độc lập, vì kháng chiến kiến quốc, để kháng chiến tất thành, để kiến quốc tất thành ấy, phải đoàn kết hết. Hay là ngay trong tác phẩm Đường Cách Mệnh, tác phẩm lý luận truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam, tác phẩm chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng ta năm 30, thì Bác cũng đã nói rõ công nông là gốc của cách mạng và đoàn kết là sức mạnh. Thì ta mới thấy rằng là đây là điều mà Bác nghiên cứu nghiền ngẫm tổng kết từ rất sớm và nêu rõ vấn đề đoàn kết
trong đảng hệ trọng đến như thế nào. Còn đoàn kết quốc tế thì lại càng quan trọng, bởi vì chúng ta bây giờ hội nhập nhé, Việt Nam là một thành viên của cộng đồng quốc tế. Tư tưởng của Bác từ ngay sau cách mạng tháng 8 là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước dân chủ, Việt Nam quyết không thù oán với một ai. Còn coi đây một thông điệp lịch sử của Hồ Chí Minh với thế giới. Thì bây giờ chúng ta phát huy tinh thần đoàn kết để mà hội nhập quốc tế thành công. Trong đoàn kết quốc tế theo đúng bối cảnh lúc bây giờ đấy, đoàn kết với Liên Xô, với Trung Quốc, với các đảng cộng sản anh em, với các nước xã hội anh em là một điểm chính yếu. Nhưng mà ngoài ra còn đoàn kết tất cả các dân tộc, nhân dân trên thế giới để chống đế quốc thực dân, để xây dựng một cái thế giới hòa bình, văn minh và hạnh phúc. Bác có chỉ dẫn rất cảm động với cán bộ tình nguyện Việt Nam sang giúp cách mạng Lào. Các bạn biết là tình hữu nghị Việt Nam với Lào là tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, mẫu mực. Chúng ta vẫn thường nói là hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa. Bác dặn cán bộ chúng ta là giúp bạn tức là giúp mình, phải làm hết sức mình cho bạn và phải tránh cho bạn những cái điều tự ái, hiểu lầm như rất dễ tổn thương. Bác rất hiểu tâm lý của chúng ta, chứ bác phải căn dặn như vậy. Thế mà đặc biệt nữa, bác còn thể hiện một tình cảm rất chân thành, gần gũi như một gia đình ruột thịt vậy. Các bạn có biết là ở cách mạng Lào có một lãnh tụ nổi tiếng là Hoàng Thân Souphanouvong. Ông là người sinh trong hoàng tộc, người giác ngộ cách mạng, trở thành một lãnh tụ, đã từng là chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sau này. Hoàng Thân có 4 người con trai, bác đặt tên cho cả đấy, Cần, Kiệt, Liêm, Chính. Vì ông nói tiếng Việt, ông lấy vợ là người Việt Nam, cho nên là rất là thân thiết gắn bó. Thế mà khi con trai của Hoàng Thân lấy vợ đấy, đã coi bác Hồ như cha, cho nên là quý gửi thư sang cho bác, báo tin là sắp tổ chức lễ cưới mời bác sang. Bác không thể sang được, bác làm quà gửi sang cho chú rể. Các bạn có biết là quà của bác là cái gì không? Bác bảo làm một chiếc bút máy bồng hà thật đẹp, một lọ cửu long mực, cửu long thật đậm, gửi sang làm quà cho con trai của Hoàng Thân. Thế mà nhận được quà của bác cảm động quá, mà coi bác như cha rồi, chuyện rất là tự nhiên lại xin bác một cái bút máy, một lọ mực nữa để làm quà cho cô dâu. Cái mối tình hữu nghị Việt Lào là như vậy. Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu như nước Hồng Hà cửu long vậy. Hay là những năm 60 vào cái giai đoạn cuối cùng của đời bác, các bạn biết là tình hình quốc tế diễn ra rất phức tạp, nhất là cái bất đồng trong phong trào cộng sản quốc tế. Thời bấy giờ chúng ta cũng đã đón tiếp đoàn đại biểu đảng chính phủ Cuba sang thăm Việt Nam do người em trai của Fidel dẫn đầu là Raúl. Mà Raúl Castro bây giờ đã là tổng bí thư đảng cộng sản Cuba vì Fidel 90 tuổi đã trở về với thế giới người Việt. Thế mà đoàn đại biểu Việt Nam lúc bây giờ là thủ tướng Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn, đoàn đại biểu Cuba là Raúl làm trưởng đoàn. Bác ngồi dự cái cuộc hội đàm của hai đảng, hai nhà nước đó, bác nghe trực tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha và bác thấy trong nội dung của hội đàm cũng có những điều chưa thể hiểu nhau, chưa thông cảm được và có phần căng thẳng. Bác xử lý rất tinh tế. Các bạn chúng ta nghỉ giải lao, đi uống nước, uống cà phê đã, rồi tiếp tục nói chuyện. Ý bác là muốn làm cho không khí có tự nhiên, có gì. Và bác có một cử chỉ rất cảm động khi bác khoác tay Raúl. Bác hỏi một câu như thế này này: chú có thương vợ không? Có yêu vợ không? Bác thưa bác có. Bác bảo thế vợ chồng chú có bao giờ cãi nhau không? Bác thưa bác thỉnh thoảng cũng có. Bác bảo thấy vợ chồng mà còn như thế, huống chi là giữa các nước, các đảng khác nhau cũng là chuyện bình thường. Do hoàn cảnh, do quan niệm, cho nên chúng ta cần có thời gian chờ đợi, thuyết phục nhau để đoàn kết, để có sức mạnh. Đoàn kết làm nên sức mạnh, mà mất đoàn kết, nhất là chia rẽ, thì suy yếu và thất bại. Những câu chuyện cảm động như thế để minh chứng một điều: bác là hiện thân mẫu mực nhất của đoàn kết trong nước, đoàn kết quốc tế, đoàn kết trong đảng, đoàn kết trong dân, mà bác là người thể hiện một tấm gương trong sáng, mẫu mực, thủy chung nhất. Bây giờ ta phải xem là điều kiện để đoàn kết, nội dung đoàn kết toàn diện như vậy, mục đích cao cả thiêng liêng như vậy, thì làm thế nào
để có thể đoàn kết thành công được thì chúng ta lưu ý là theo đúng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh này, muốn đoàn kết trước hết phải xuất phát từ mục đích chung, tức là nhiệm vụ chính trị cao cả, ta gọi là thống nhất, là đồng thuận. Chính mục đích chính trị cao cả thiêng liêng mà sâu xa ra là vì dân, vì nước, vì cả thế giới nhân loại mà phải đoàn kết với nhau để tạo thành sức mạnh chiến đấu và chiến thắng. Và muốn đoàn kết thì cần phải có lòng chân thành. Bác dạy chúng ta là chân thành là tốt nhất, sự thành thực với nhau là quý nhất, đó cũng là con đường ngắn nhất để đến với nhau. Đấy. Tiếng nói từ trái tim mà đi ra thì sẽ gặp được cái sự cộng hưởng từ nhiều trái tim khác, mà bác là một biểu hiện điển hình về vấn đề này. Ta đọc vào các tác phẩm của bác, ta có thấy bác có dùng khái niệm chữ nghĩa sách vở kiểu Hàn Lâm Bác Học đâu, mà bác nói từ trái tim của bác, từ lòng chân thành của bác, chứ có sức cảm hóa rất lớn. Bác Hồ có một cái điều mà đến thế giới phải ngạc nhiên là với Hồ Chí Minh ấy, thì những kẻ thù cũng phải chịu khuất phục, kẻ thù cũng không dám xúc phạm. Có một nhà tư tưởng thế giới quốc tế ấy, họ đánh giá về Hồ Chí Minh như thế này này: Hồ Chí Minh có thể có rất nhiều đối thủ. Đối thủ tức là khác nhau về quan điểm, về tư tưởng, về mục đích thì là đối thủ của nhau. Nhưng Hồ Chí Minh tuyệt nhiên không có kẻ thù. Cái nhận xét này là mang tính triết lý rất sâu sắc, nhưng phải hiểu cho đúng. Trên thực tế, bác là đại diện cho ý chí của cả dân tộc Việt Nam. Ta nhớ câu của bác nhé: thà đốt dù đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được độc lập đâu. Bên trước cách mạng tháng 8, hay là sau này khi đọc tuyên ngôn độc lập thì bác nói là đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ gìn nền độc lập tự do. Thế rồi khi mà phải ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ấy, bác nói là thà hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, như bài thơ cuối cùng của bác năm 69 viết như vậy. Một người như thế thể hiện ý chí bản lĩnh của cả một dân tộc thì sẽ có rất nhiều kẻ thù. Nhưng mà với trí tuệ Hồ Chí Minh, với nhân cách Hồ Chí Minh thì kẻ thù cũng phải chịu khuất phục, kẻ thù cũng phải ngưỡng mộ, không dám xúc phạm bác. Cho nên khi bác mất ấy, trong các cái nhà thờ Sài Gòn này, chúng ta nhớ là các cái chùa, nhà chùa Sài Gòn này, có rất nhiều đồng bào đến dự vẫy viếng bác, tưởng niệm bác, mà trong đó có cả trí thức của chế độ Sài Gòn này, thậm chí có cả sĩ quan của quân Mỹ mà cũng đến để mà dự cái lễ viếng bác như thế. Họ không dám xúc phạm vì họ biết bác là nhân vật vĩ đại, là cứu tinh của các dân tộc Việt Nam như thế này. Chúng ta trở lại cái câu chuyện về phương pháp, phong cách và điều kiện để đoàn kết thì đúng là phải có sự chân thành, thành thật, mà Hồ Chí Minh là một người điển hình. Muốn biết rõ điều này, ta hãy đọc những bức thư bác gửi cho đồng bào thì ta sẽ thấy rõ bác là một người chân thành như thế nào. Ai lại mà vừa mới đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 xong thì mùng 3 tháng 9 bác đã có thư gửi cho quốc dân đồng bào. Bác thông báo là chính phủ do tôi đứng đầu bắt đầu tiếp dân kể từ ngày hôm nay, tức là từ mùng 3 tháng 9 năm 45 đấy. Bác nói rõ là vậy xin đồng bào đăng ký trước để chính phủ tiện sắp lịch, thuận tiện cho đồng bào đỡ phải chờ đợi. Xin đồng bào nhớ cho đấy, mỗi lần tôi tiếp đồng bào là một đoàn không quá 10 người và mỗi một lần tiếp không quá 1 giờ, vì tôi muốn được nghe ý kiến nhiều đồng bào hơn. Đứng đầu đất nước, đứng đầu chính phủ mà có lời lẽ chân thành như vậy, trên cảm hóa dân rất là sâu sắc. Hay là bác còn gửi thư cho quốc dân đồng bào, bác báo một cái tin rất là quan trọng của cá nhân bác thế này. Bác nói là để tỏ lòng biết ơn các liệt sĩ đã hy sinh vì nước, để tỏ lòng ghi công những người có công với nước, tôi chính thức thông báo để toàn thể đồng bào rõ, tôi sẽ nhận tất cả con liệt sĩ là con tôi. Một người không có vợ con, không có gia đình mà nhận tất cả con liệt sĩ trong nước là con mình thì đấy là một con người vĩ đại, đó là Hồ Chí Minh. Bác còn chỉ thị là nhận được thông báo này, chính quyền các cấp từ làng xã huyện tỉnh trở lên lập tức phải khai báo, phải làm tờ trình gửi lên cấp trên kiểm tra lại đúng hay sai, đóng dấu vào gửi về văn phòng cho tôi ở Hà Nội
để thực hiện ngay, tức là nói đi đối với làm. Chứ các bạn biết là bác gửi ngay lương chủ tịch nước của bác hàng tháng đấy sang cho Bộ Lao động Cứu tế Xã hội, mà bộ trưởng lúc đó là bác sĩ Vũ Đình Tục, để góp vào cái phần quà nuôi dạy các cháu mình. Bác còn đề nghị các vị bộ trưởng trong chính phủ do bác đứng đầu đấy là nhịn ăn để lấy gạo nuôi dân. Bác đề ra công thức là 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi bữa là một bơ gạo, đem gạo cứu dân nghèo, và tôi xin làm chức tiên, tôi đây chính là bác. Thì không có chính phủ nào trên thế giới vừa mới ra đời mà lại có thể hy sinh như thế để lo cuộc sống cho dân, thương dân, cho nên phải hy sinh. Đấy, chính phủ ấy chính là Hồ Chí Minh. Trên thế giới ngưỡng mộ Việt Nam, ngưỡng mộ Hồ Chí Minh vì tất cả những cử chỉ cao thượng đến như thế. Bác cũng còn là người đề xướng cái ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ. Bác cũng kêu gọi chúng ta cán bộ, đảng viên, công chức cùng với bác ghi ăn để góp gạo giúp cho các gia đình thương binh liệt sĩ còn đói khổ, còn túng thiếu. Và các bạn đọc di chúc tác phẩm kết tinh cả cuộc đời của bác, bác dặn là đầu tiên là công việc với con người, phải đền ơn đáp nghĩa, phải chăm sóc những người có công, phải tạo công ăn việc làm cho họ để họ không rơi vào đói khổ. Bác còn dặn chăm lo tất cả cho con em các gia đình có công cách mạng để họ phát triển, đưa các cháu đi đào tạo cả về văn hóa, cả về kỹ thuật công nghệ để thành một lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Với nông dân, bác đề nghị đảng ta miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân ngay sau khi miền Nam giải phóng, để bà con kỳ hạn mát dạn mát lòng yên tâm phấn khởi sản xuất. Chỉ riêng điều ấy thôi nhé, cho chúng ta liên tưởng đến trong Hồ Chí Minh có hình ảnh của Nguyễn Trãi: việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân yếu phạm trước lo trừ bạo, trước lo trừ bạo. Và chúng ta nhớ là muốn đoàn kết được với dân thì phải xuất phát từ mục đích phục vụ nhân dân. Bác dặn đi dặn lại cái điều mà chúng ta phải tâm niệm, đó là đầy tớ công bộc của dân. Làm đầy tớ công bộc của dân theo óc Bác Hồ này là lựa chọn một lối sống cao thượng nhất mà bác đã phấn đấu. Cho nên các bạn có thể biết thêm một cái chi tiết cuối đời bác mà nó gây ra một niềm xúc động lớn trong toàn đảng toàn dân. Và vì vậy mà tư tưởng đại đoàn kết của bác là một tư tưởng lớn như một ngọn cờ quy tụ tất cả đảng nghĩa. Các bạn có biết là ngày 12 tháng 8 năm 69, lúc bác 79 tuổi, thế mà bác đến biệt thự Hồ Tây để thăm đoàn đại biểu Việt Nam đang đàm phán ở Pháp về đi ở đó. Thế mà lúc trở về, cơn gió lạnh, mưa to gió lớn, bác ốm nặng, bác bị sưng phổi. Và từ đó bác yếu dần đi. Và đến tháng 9 năm 69, đúng ngày quốc khánh 12 tháng 9 thì bác vĩnh biệt chúng ta. Ta có thể ngờ được không? Đấy là bữa ăn cuối cùng của đời bác. Thế rồi là những ngày sau bác ốm nặng và bác ra đi. Mà nhật ký chữa bệnh cho bác còn ghi rõ một điều như thế này: mỗi ngày hai thìa sữa, hai thìa cháo loãng mà bác không ăn hết, không ăn nổi, vì cổ họng bác những cái mạch máu li ti trong cổ đã bị vỡ ra, đau đớn lắm. Đặc biệt nữa này, câu nói của bác vào lúc cuối cùng này, bác nói là bác không thể bỏ dân mà đi được. Năm bác mất ấy, là đê vỡ rất nhiều, Mỹ ném bom triệt phá hệ thống đê điều Bắc Bộ với ý định là đưa miền Bắc trở lại thời đồ đá để ngăn chặn chúng ta chi viện cho cách mạng miền Nam. Thế là lúc bây giờ tình huống xấu có thể xảy ra, nếu như không giữ được, Hà Nội có thể chìm trong biển nước mà các bác đang ốm nặng như vậy. Cho nên muốn đưa bác đi một nơi xa cách Hà Nội 60 cây để bác dưỡng bệnh cho toàn đảng toàn dân, cụ thể tức là cái vùng đá trong Ba Vì mà chúng ta đã đến đấy. Bác khóc, bác nói thế nào? Bác nói là việc chính của các chú đây là trong lãnh đạo đảng và nhà nước này, là giữ bằng được đê, không để đê vỡ và đảm bảo an toàn cho bà con nông dân, cho nhân dân. Đừng lo gì cho bác, bác không thể bỏ dân mà đi được. Bác còn dặn Thủ tướng Phan Văn Đồng, bác vẫn gọi thân mật là chú Tô, vị thủ tướng lâu năm làm việc suốt đời bên cạnh bác. Bác dặn thế này nhé: những ngày lũ lụt và cái mùa lũ lụt này,
chú đừng đi công tác xa, ở nhà để trực tiếp chỉ đạo những tình huống xấu như đê vỡ chẳng hạn. Thương dân đến như thế, thiết tha cụ thể như thế. Có thể nói là sự chân thành, trí tuệ và đạo đức, đó là điều kiện để đoàn kết, và đó cũng chính là đảm bảo cho đoàn kết đi tới thành công. Tại sao Bác dùng từ là đồng tâm nhất trí, đồng ý đồng lòng để đồng hành các bạn? Mà đoàn kết như thế đấy, luôn luôn là xuất phát từ mục đích chung hết, trong đó có lợi ích riêng của tất cả mọi người. Lợi ích riêng nằm trong lợi ích chung, hài hòa các lợi ích, đó là đảm bảo cho đoàn kết thắng lợi. Đối với các vị hòa thượng ở đạo Phật, các vị linh mục ở các cái đạo thiên chúa trong các cái nhà thờ này, Bác gửi thư chúc mừng các vị nhân ngày lễ Noel này, hay ngày Phật đản, mà Bác dùng cái từ như thế này nhé: cầu Chúa phù hộ ban phước lành cho chúng ta. Còn đạo Phật thì từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người ta xem là một người như thế có thể quy tụ tất cả sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt nữa, trong vấn đề đoàn kết, ta phải lưu ý đến cái mối liên hệ giữa đoàn kết với dân chủ, với đồng thuận. Và nó bắt đầu từ dân chủ. Phải có dân chủ thực chất thì mới đoàn kết thực chất được. Dân chủ mà hình thức thì đoàn kết cũng hình thức mà thôi. Và dân chủ đoàn kết là để dẫn đến đồng thuận trong xã hội, tức là tất cả ý đảng lòng dân cùng quy về một mối để tạo ra sức mạnh đánh thắng mọi kẻ thù và làm cho sự nghiệp của chúng ta từng bước đi tới thắng lợi. Hơn thế nữa, muốn đoàn kết được toàn dân thì mấu chốt là vấn đề đảng phải trong sạch vững mạnh. Đảng là đạo đức và văn minh, đấy là điều Bác nói đi nói lại trong cái diễn văn kỷ niệm 30 năm thành lập đảng. Bác nói là đảng ta chân chính cách mạng. 30 năm lịch sử đảng ta là một pho lịch sử bằng vàng. Đảng là con nòi của giai cấp công nhân, đảng ta là đạo đức và văn minh. Hay là trong thời kháng chiến chống Pháp, Bác viết cả một tác phẩm nổi tiếng là Sửa đổi lối làm việc, trong đó có một chương rất quan trọng là 12 điều xây dựng đảng cách mạng chân chính, mà trong đó nói rõ mục đích động cơ của đảng là chỉ vì dân, vì nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội loài người. Đảng không có một lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Và Bác còn dặn là muốn xây dựng đảng trong sạch vững mạnh thì phải dựa hẳn vào nhân dân, đem sức mạnh của nhân dân mà xây dựng chỉnh đốn đảng. Dân có trăm tai nghìn mắt, dân sẽ giúp cho đảng phát hiện được tình hình để chấn chỉnh tổ chức bộ máy, để kiểm soát cán bộ, và dân cũng là nơi để đảng đo lường tính đúng sai của các nghị quyết đường lối, căn cứ vào dân để mà kiểm tra lại chính đường lối, chính sách của mình. Tư tưởng lớn ấy bây giờ được đảng ta vận dụng vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng trong giai đoạn mới. Các bạn biết là trong di chúc đấy, Bác viết một điều quan trọng là: theo ý tôi, ngay sau khi giải phóng miền Nam, việc trước tiên phải làm là tập trung chỉnh đốn lại đảng. Đảng phải thật trong sạch, để thật vững mạnh, để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành nhân dân. Cho nên sự lãnh đạo đúng đắn của đảng ấy, là điều kiện đảm bảo cho đảng đoàn kết thắng lợi. Đảng cũng là con người, đảng từ các tổ chức, từ cơ sở đến trung ương tạo ra. Cho nên mấu chốt lại là vấn đề cán bộ, mà trước hết là cán bộ đảng viên. Bác nói là lãnh đạo bằng sự gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất. Một tấm gương sống còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn. Đảng viên đi trước làm nước theo sau, chỉ một câu nói giản dị ấy thôi cho thấy tính tiên phong hy sinh của cán bộ đảng viên làm tấm gương cho nhân dân nói theo. Bác để lại cho chúng ta những tổng kết có giá trị đến muôn đời. Bác nói là nhân dân ủng hộ nhiều thì thắng lợi nhiều, nhân dân ủng hộ ít thì thắng lợi ít, nhân dân ủng hộ hoàn toàn thì thắng lợi thành công hoàn toàn. Đấy chính là chân lý của muôn đời. Và chúng ta xây dựng chỉnh đốn đảng theo phương châm là xây đi liền với chống,
tức là phát huy ưu điểm và khắc phục mọi khuyết điểm. Bác có một câu nói thấm thía như thế này, rất giản dị mà rất sâu sắc: nhiều khuyết điểm nhỏ cộng lại thành một khuyết điểm to, như thế rất có hại cho đảng. Nhiều ưu điểm lớn tích lại thành ưu điểm nhỏ, tích lại thành một ưu điểm lớn, như thế chúng ta vững mạnh và xứng đáng là đảng lãnh đạo. Chúng ta thấy là những điều ấy bây giờ có thể đem ra vận dụng thiết thực nhất trong cái sự nghiệp đổi mới của chúng ta, trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch. Ta hãy nhớ lại cái điều mà Bác dạy công an cách đây hơn 70 năm, những lời Bác dạy bộ đội cũng cách đây hơn 70 năm, vì Bác là người chăm lo xây dựng công an, quân đội, lực lượng vũ trang bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân. Năm 1948 ở An Toàn khu phía Bắc này, Bác có bức thư nổi tiếng gửi cho một người 26 tuổi thôi, tên là Hoàng Mai, mà ông đã làm giám đốc công an của 7 tỉnh khu 12 lúc bây giờ, tức là từ Bắc Giang đến tận Quảng Yên. Trong bức thư đó, Bác dạy là công an phải rèn luyện tư cách của người cách mạng, và Bác đưa ra 6 điều: đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, đối với đồng sơ phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với công việc phải tận tụy, đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Linh hồn của 6 điều dạy này đấy, chính là đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Các bạn có thể đếm được 6 điều Bác dạy công an vẹn vẹn có 51 chữ thôi, bao quát 6 mối quan hệ lớn, và đấy chính là thâu tóm toàn bộ lý luận phương pháp xây dựng lực lượng công an cách mạng. Đấy là công an. Bác dặn là công an là bạn của dân cơ. Bây giờ những lời ấy không chỉ dành riêng cho công an đâu, mà dành cho tất cả chúng ta, nhất là vấn đề đoàn kết, muôn người như một để phục vụ nhân dân. Thế còn quân đội, Bác nói thế này: từ tướng lĩnh chỉ huy đến chiến sĩ đều phải coi nhân dân là cha mẹ của mình. Cha mẹ, nhân dân là nền tảng của quân đội. Nhân dân sinh thành bộ đội, nuôi dưỡng chăm sóc bộ đội, cho nên dân, công an, bộ đội phải đặc biệt chú trọng làm công tác dân vận. Dân vận bây giờ là vấn đề chiến lược, toàn thể chúng ta cán bộ, đảng viên, công chức phải làm dân vận. Hãy học điều Bác dạy về dân vận. Bác nói thế này: phải làm sao để khi sắp đến thì dân mong, khi ở thì dân thương, và khi đi thì dân nhớ. Quân với dân như cá với nước. Cho nên là dân vận của bộ đội, của công an phải là mẫu mực trong công tác dân vận. Và bây giờ dân vận là một hoạt động chính trị nghiêm túc, quan trọng, để giúp chúng ta gắn bó mật thiết với dân, để mãi mãi gần dân, và được dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ, dân ủng hộ, dân bảo vệ. Thì đấy chính là bí quyết thành công. Chứ có nói bao nhiêu về tư tưởng lớn đoàn kết, đại đoàn kết của Bác vẫn là không đủ. Nhưng mà chỉ riêng cuộc đời sự nghiệp của Bác thôi đã là một minh chứng sinh động cho cái bài học đoàn kết để chiến thắng. Mà chia rẽ thì thất bại, thì sẽ suy yếu của các bạn. Ta hãy trở lại một lần nữa bản di chúc của Bác. Các bạn có biết là khi nói về đoàn kết quốc tế đấy, Bác có một câu nói cảm động thế này nhé: là người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào về sự lớn mạnh của phong trào cách mạng bao nhiêu, tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa của các đảng anh em. Tôi mong đảng ta làm hết sức mình để củng cố đoàn kết quốc tế, và tôi tin rằng các đảng anh em, các nước anh em rồi nhất định sẽ phải đoàn kết lại. Trong cái lễ truy điệu Bác ở quảng trường Ba Đình 51 năm về trước, khi Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc lời điếu của Trung ương vĩnh biệt Bác, năm lời thề vĩnh biệt Bác, đồng thời đọc di chúc của Bác, thì chúng ta thấy có câu đó cảm động đến như thế. Một người mà với ý chí nghị lực phi thường, một người mà nén chặt nỗi đau trong lòng mình, bây giờ viết di chúc mà phải thốt lên tôi càng đau lòng bấy nhiêu, thì mới biết là cái sự nghiệp này, cái nỗi đau ấy của Bác lớn đến như thế nào. Và do đó đấy, có thể nói là điều Bác căn dặn bây giờ vẫn trở nên hết sức hệ trọng. Thì nhân cái việc nói chuyện với các bạn về tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh ấy,
các bạn có đặt ra một số câu hỏi thì tôi xin nói vắn tắt như thế này. Tất cả mấy câu hỏi các bạn đặt ra đều xoay xung quanh vấn đề là Đảng ta vào lúc này phải vận dụng tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh như thế nào. Thì các bạn biết là bác đã từng tổng kết là dân ta có một lòng đồng đảm như nước, đó là truyền thống quý báu của dân ta. Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần và yêu nước ấy, sự đoàn kết ấy lại cố kết chặt chẽ thành sức mạnh chiến thắng mọi kẻ. Thì vào lúc này không có gì thiết thực hơn là vận dụng tư tưởng, phương pháp, phong cách của bác về đoàn kết đại đoàn kết để xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong đảng. Đấy là điều hệ trọng nhất, vì đảng ta là đảng cầm quyền mà có duy nhất là đảng cầm quyền thôi. Cho nên trong đảng từ trung ương tới chi bộ phải giữ gìn đoàn kết nhất trí như giữ gìn con người của bản thân. Cái vận dụng thứ hai là phải đoàn kết có lý, có tình có nghĩa, đoàn kết gắn bó giữa đảng với dân, giữa nhân dân với nhân dân, giữa dân tộc ta với quốc tế, để tạo thành một sức mạnh tổng hợp, cả sức mạnh vật chất, sức mạnh tinh thần, mà sâu xa ra đây là những giá sức mạnh văn hóa, để Việt Nam có mặt trong đời sống quốc tế hội nhập ngày hôm nay đây một cách xứng đáng nhất, một cách đầy sức tin yêu, quý trọng của bạn bè quốc tế. Vừa rồi chúng ta có cái sự kiện đại dịch toàn cầu COVID-19. Trong cái sự kiện này, một lần nữa những phẩm chất đạo đức, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng lại càng bộc lộ một cách rực rỡ nhất. Chúng ta nhận thấy cái tình nghĩa thủy chung, cái sự giúp đỡ đùm bọc yêu mang lẫn nhau như một truyền thống đạo lý của ông cha ta từ xưa đã được vận dụng trong cái chiến dịch chống đại dịch COVID vừa rồi. Chống dịch như là chống giặc và đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc sống cho người dân. Và Việt Nam đã trở thành một cái điểm sáng trong đời sống thế giới nhân loại ngày hôm nay trong cái sự kiện chống dịch COVID này. Một lần nữa ta cảm thấy cái sự sống động của cái tinh thần toàn quốc này. Điểm cuối cùng, nhân dân không mong gì hơn là đảng ta trong sạch vững mạnh. Nhân dân không mong gì hơn cán bộ đảng viên công chức thực sự là đầy tớ công bằng của dân, tận tụy hết lòng vì dân vì nước. Muốn thế chúng ta phải đem sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mà lấy đảng đoàn kết trong đảng làm cốt lõi để đấu tranh bằng được tất cả những cái gì tiêu cực khiếm khuyết trong xã hội, nhất là đấu tranh chống tham nhũng, chống quan liêu lãng phí tham ô để thực hiện cho được cái niềm tin của dân chủ. Các bạn biết là gần đây chúng ta thường nhắc lại hai cái luận điểm quan trọng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước thường nói đấy. Ông nói là sự hài lòng của người dân là thước đo lớn nhất về năng lực hiệu quả lãnh đạo, cũng là thước đo về uy tín, phẩm chất, tài năng của cán bộ chúng ta. Đấy, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo thì muốn thế phải tận tâm phục vụ, phải đoàn kết chân thành. Và điểm nữa là niềm tin của nhân dân vào lúc này phải coi là tài sản vô giá của đảng, của chế độ, phải giữ gìn và phát huy. Nhưng để giữ gìn, phát huy cái niềm tin đó của nhân dân không có cách gì khác là đoàn kết, đại đoàn kết để thành công, đại thành công như các cuộc đoàn tổng kết của chúng ta. Và cái bài học đoàn kết này có thể coi là bài học của muôn đời, bài học nó mang tính chất quy luật phát triển của muôn đời, cả quy luật tồn tại lẫn quy luật phát triển. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Đoàn kết thì mạnh, mà mất đoàn kết chia rẽ, rồi là nhóm lợi ích, rồi phe phái thì sẽ dẫn đến suy yếu, thậm chí có thể đưa cơ đồ sự nghiệp đến chỗ đổ vỡ. Như là ta đã từng nói trong hai cái nghị quyết nổi tiếng, nghị quyết 4 khóa 11, nghị quyết 4 khóa 12 về vấn đề xây dựng chính quyền này. Thì trong một khoảng thời gian ngắn có hạn, tôi chỉ có thể nói các bạn một vài điều cốt quá như vậy để chúng ta đi tới một cái nhận thức cuối cùng. Đó là học tập làm theo bác lúc này, cả tư tưởng đạo đức phong cách đảng ta coi là giải pháp chiến lược để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, để thúc đẩy công cuộc đổi mới thắng lợi. Thì trong đó cái đảng đoàn kết là cần thiết nhất,
là thời sự nhất lúc này, vì vẫn cho chúng ta một cái đảm bảo chắc chắn để chúng ta đi tới thắng lợi. Trước đây trong kháng chiến, nhờ đoàn kết quân dân mà chúng ta đã đánh thắng kẻ thù, thực hiện đúng cái điều Bác mong muốn: kháng chiến kiến quốc, kháng chiến tất thắng để kiến quốc tất thành. Thì vào lúc này, trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21, khi Bác đã không còn nữa, nhưng di sản của Bác vẫn còn mãi mãi trong sự nghiệp của chúng ta, thì ta hẳn nhớ là đoàn kết để chiến thắng mọi kẻ thù, kể cả kẻ thù nội xâm ẩn nấp trong lòng mình. Đó là chủ nghĩa cá nhân. Và với sức mạnh đoàn kết như thế đấy, chúng ta phát huy cả trí tuệ, cả đạo đức, cả văn hóa trong đảng, văn hóa trong dân, để thực hiện cho được đảng là đạo đức và văn minh. Và dân tộc Việt Nam nhất định thành một dân tộc thông thái, xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhất định là một xã hội văn hóa cao, bằng sức mạnh đoàn kết của toàn đảng toàn dân. Tức là ý đảng, lòng dân, phép nước là một khối thống nhất tạo nên sức mạnh của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Xin cảm ơn giáo sư. Câu hỏi của giáo sư, nhưng vì thời gian có hạn thì các bạn vui lòng để lại địa chỉ email, đó thì giáo sư sẽ trả lời trực tiếp bạn theo chỉ email. Thì một lần nữa thì thay mặt ban tổ chức